Trấn Thành có phát ngôn khiến khán giả xôn xao khi cho rằng nhìn răng của Đức Phúc tôi nghĩ làm con Hải Ly là hợp. Vừa qua, tập 15 chương trình The Mask Singer, ca sĩ mặt nạ phát sóng vào tối ngày 22 tháng 10. Ba cố vấn gồm Trấn Thành, Tóc Tiên và Đức Phúc. Ở phần giữa chương trình, MC Ngô Kiến Huy đặt câu hỏi với dàn cố vấn về mong muốn hóa thân thành nhân vật mascot nào tại All Star Concert, đêm nhạc được tổ chức sau khi chương trình ca sĩ mặt nạ khép lại. Đến lượt Đức Phúc, Trấn Thành chen ngang và nói, nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con Hải Ly là hợp. Đức Phúc không bàn luận thêm về so sánh của Trấn Thành. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ muốn hóa thân thành cục phô mai vì tên tiếng Anh của anh là Cheese. Chia sẻ của Trấn Thành về ngoại hình của Đức Phúc tại chương trình nhận phản ứng từ khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nam MC kém duyên khi đưa vẻ ngoài của đồng nghiệp làm yếu tố gây cười. Theo đó, Đức Phúc đã vô tình trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình body shaming từ Trấn Thành. Liên hệ với Đức Phúc về sự việc nói trên, đại diện truyền thông của nam ca sĩ cho biết anh chưa đọc được những bình luận liên quan đến chia sẻ của Trấn Thành trong tập 15 ca sĩ mặt nạ. Tính cách của Đức Phúc cũng vô tư nên không nghĩ ngợi nhiều đâu. Đại diện của Đức Phúc cho hay, bản thân Trấn Thành trước đó cũng chọn mascot cho mình là đuôn dừa, tên gọi quen thuộc của anh trong Chạy Đi Chờ Chi mùa 1. Lý giải tại sao hàm của Đức Phúc nhìn hô, nhưng anh lại quyết tâm không can thiệp thẩm mỹ là đây. Năm 2017, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho Đức Phúc từng cho biết, sau khi xem qua phim X-quang có thể thấy tiền hàm Phúc đưa ra rất nhiều, hay còn gọi là hô. Thay vì niềng răng, chúng ta có thêm phẫu thuật cắt ngang để đẩy xương hàm vào. Tuy nhiên như vậy có thể ảnh hưởng tới nghề của bạn nên chúng tôi chỉ can thiệp về thẩm mỹ nội khoa. Đó cũng chính là lý do khiến Đức Phúc thường xuyên che miệng khi cười. Nam ca sĩ cũng vô cùng ám ảnh về quá khứ bị mọi người chê bai miệt thị ngoại hình của mình. Còn các bạn phản ứng sao về câu nói của Trấn Thành thì hãy để lại phía bên dưới cho tụi mình biết nha. Và mình là Phương Thảo. Các bạn đừng quên like, share và ủng hộ cho S News chúng mình nha.